Hiện tại thì công ty đang gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là vừa rồi thì mất một số kênh bán hàng và mất đi khối lượng data khách hàng rất là quan trọng. Vì vậy thì tình trạng hiện nay thì công ty đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì tất cả các chế độ lương cũng như các chế độ khác sẽ giảm xuống. Thậm chí trong thời gian này thì có thể là làm không có cả lương. Tất cả mọi người hãy cho ý kiến riêng của mình. Em xin lỗi là em suy nghĩ được. Giờ không có tiền thì ai làm? Tôi nghỉ nhá. Mọi người đã đi hết rồi sao em còn chưa đi? Theo em nghĩ rằng thì làm ở đâu cũng vậy thôi. Em quyết định ở lại công ty để giúp công ty vượt qua những khó khăn này. Cùng công ty thì cố gắng để đi lên ạ. Tuyết, em báo cáo cho anh doanh thu tháng đầu tiên. Dạ thưa anh, thì doanh thu tháng này tăng 20%. Tốt. Tiếp theo em báo cáo cho anh doanh thu tháng thứ hai. Dạ thưa anh, thì doanh thu tháng thứ hai thì tăng lên 50% ạ. Cho tôi. Dạ thưa anh, thì doanh thu tháng thứ ba này đã trở lại như lúc ban đầu ạ. Ok, em làm rất tốt, đúng như những gì anh đã mong đợi. Dạ thưa anh, thì hiện tại doanh thu đã tăng và với số lượng công việc thì quá nhiều, em không thể nào kiểm soát nổi. Và anh có thể là tuyển thêm người không ạ? Ok, vậy thì mọi việc sẽ do sự sắp xếp của em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thấy em đã rất nỗ lực cùng công ty vượt qua khó khăn và xây dựng để công ty trở lại được như bây giờ. Nhận được những thành quả mà em đã từng cố gắng vượt qua khó khăn của công ty.